Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay lại với chuỗi series hướng dẫn về phần mềm Simple Facebook. Thì video này em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúc sinh nhật, list friend bạn bè. Tức là mọi người có thể quét những đối tượng mà có thể là hôm nay sinh nhật, hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia, hoặc là những ngày tiếp theo đó mọi người chúc sinh nhật. Thì tính năng chúc sinh nhật này á, mục đích là đầu tiên là mình có thể tăng tương tác với tài khoản, tức là mình làm bạn, làm quen với những cái list friend của mình, cái danh sách bạn bè của mình. Hoặc là mọi người có thể ứng dụng vào một số cái ngành nghề, ví dụ như là một số anh chị đang bán về mặt hàng, cung cấp về mặt hàng dịch vụ về bánh gato chẳng hạn đi, thì mọi người có thể quét những đối tượng hoặc là sinh nhật ngày mai, ngày mốt, hoặc là những đối tượng gần sinh nhật thì mọi người có thể chúc sinh nhật, hoặc là gửi một cái voucher hoặc một event, một cái khuyến mãi gì đó, hoặc là những cái anh em bên sim số chẳng hạn đi, thì mình có thể ứng dụng cái giải pháp này để gửi list sim theo năm tháng hoặc là theo ngày gì đó. Ok, thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người như sau. Thì mọi người sẽ đầu tiên sẽ bật phần mềm Simple Facebook lên. Tiếp theo thì chọn tài khoản cần để dùng để chúc sinh nhật. Ok, bước tiếp theo nữa thì mọi người vào cái mục cá nhân. Sẽ có một cái mục là danh sách chuẩn bị sinh nhật. Thì nó sẽ hiển thị ra những đối tượng mà gần sinh nhật. Đây tức là ngày 25 tháng 10, ngày 25 tháng 10 này. Đó, ngày 26, ngày 27 hoặc là những ngày sau đó, ngày 30 này. Ok, đây là ngày 20. Đó, tức ngày 30 chẳng hạn. Thì em sẽ lọc, ví dụ em chỉ chúc vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 10 đi chẳng hạn. Thì em sẽ thực hiện cái thao tác như sau. Em sẽ vào cái mục tìm kiếm này. Em sẽ đánh là 10/20. Kèm theo cái lệnh này. 21/10/21. Đây, tức là cái điều kiện nó sẽ đúng với những đối tượng mà sinh nhật có vào ngày 20 tháng 10 và 21 tháng 10. Thì em sẽ chúc sinh nhật với những đối tượng này. Sau khi lọc xong thì em sẽ click chuột phải này vào một đối tượng bất kỳ ở trong danh sách này. Em sẽ đăng lên tường, tức là ví dụ như là em kèm nội dung, ví dụ là chúc @nem. @nem tức là tương ứng với tên người dùng đó. Ví dụ như là Duy Thanh Cường, Đặng Chí Cường hoặc là Đức Trần, thì tương ứng với người này thì nó sẽ chúc với cái tên người đó. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Ok, thả tim. Hoặc là mọi người chọn một cái ảnh bất kỳ nào đó ở ngoài cái top này, mọi người up lên. Ok, sau đó thì mọi người có thể bắt đầu là chờ phần mềm chạy là xong. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái cách để mình chúc sinh nhật tới một cái list friend, chọn ngày và lọc, tức là có thể chọn một ngày hoặc nhiều ngày và ứng dụng để mình tăng tương tác với bạn bè, hoặc là mình ứng dụng một số cái ngành nghề liên quan đến ngày sinh hoặc là năm sinh. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.